Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình, lại là quả cào Clamadrop cho anh em chiến đây. Thì nói thật sự là hôm nay là quá nhiều những quả cào Clam mình ra video luôn. Nhưng mà thôi, những quả cào ngon này thì anh em cố gắng chiến được chưa. Thì quả cào này có tên là Data Blood này. Thì anh em khi anh em cởi Clam, anh sẽ nhận được một đồng của con Data Blood này. Thì tổng cung con này mình có check trên BC Scan này, thì là tổng cung con này mỗi 1 triệu thôi. Hiện tại có 4.340 người đang holder. Nói chung là con này là khá là ngon, tổng cung ít nhưng mà con này được gọi mình làm được mỗi một phát đây nhỉ. Có nghĩa là một phát mình cũng không ưng cái bụng cho lắm, nhưng mà thôi được rồi, làm một phát thì ưng có thể mua không sao. Rồi, ai mà theo mình nhận một đồng Data Blood này có thể kích vào đường link dưới phần mô tả ra giao diện của con Data. Anh em phần trên cho mình này. Rồi, ấn vào phần sao chép này. Quay sang vi chốt hoặc MetaMask anh em làm này. Được chưa? Mình quay sang vi chốt này. Rồi, mình sẽ nhập mật khẩu của mình vào. Rồi, sẽ ra giao diện vi chốt và anh em phân đát cho mình và dán địa chỉ vừa sao chép ở phần tìm kiếm này cho mình và ấn hoàn tất cho mình nha. Chuyển đổi sang mạng sớm ở trên cho mình. Rồi, khi nó ra giao diện của con Deadstat Blood này, thì anh ấn close cho mình, xóa cái quảng cáo đi ăn. Rồi, mình hướng dẫn anh em gọi là claim luôn nha. Các bạn ấn vào get airdrop cho mình. Rồi, nó hiện lên nó bắt các bạn join thì chẳng cần join đâu, được chưa? Bộ anh em nào mà thích join thì join, với mình chẳng thích join đâu, mình ấn trực tiếp vào cái phần get airdrop cho mình. Thì nó xác nhận là phí gas, phí giao dịch, được chưa? Con này thì mất phí gas, phí giao dịch thì rẻ thôi, hết 0.4 thôi. Đó, thì anh em chấp thuận cho mình thoát ra ngoài, mình hướng dẫn anh áp token luôn. À, token ở ví này. Anh em có thể dán địa chỉ BEP20 của anh em vào đây và lấy đường link giới thiệu bạn bè, được chưa? Rồi, con này lộ trình cũng khá là ok đấy. Rồi, ấn phần ví cho mình này. Bắt đầu là vào phần tìm kiếm này, có một sự ký hiệu bất kỳ này. Rồi, tự động tiền mã hóa này. Chuyển đổi sang mạng lưới này. Sang blockchain này. Địa chỉ hợp đồng này. Ổn để tạm luôn này. Nói chung là làm những cờ kèo nó quen này nên là làm nhanh lắm. Đây, con này này, con này như là ký hiệu là gì mình thì xem ăn. Ký hiệu nhầm, ký hiệu bố mẹ nhầm tên, à nhầm cái số thập phân ý, số thập phân là 18, có 18 cho mình. Ok, sau khi làm xong thì anh em ấn vào làm xong cho mình nha. Rồi, một đồng D Plus đã về ví. Ok dạ, rồi kết thúc video cho anh em làm. Bây giờ chào tất cả mọi người, mọi người video tiếp theo.